Căn cứ kế hoạch số 240 ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong về thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025. Sáng ngày 1 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện Tuy Phong năm 2024. Đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm thuộc chương trình OCOP cấp huyện đã thẩm định hồ sơ đối với hai sản phẩm, đó là rượu vang Thanh Long Pitayana 14 độ và 15 độ của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Trần Khang Phong, địa chỉ ở thôn Thanh Lương, xã Chí Công, huyện Tuy Phong. Trên cơ sở đánh giá chi tiết, chấm điểm từng nội dung, từng tiêu chí, các thành viên trong hội đồng thống nhất nhận định hai sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2024 đều là sản phẩm đặc sản đặc trưng của địa phương, được chủ thể chú trọng nâng cao chất lượng, phát triển đa dạng. Các thủ tục pháp lý như chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ công bố chất lượng, phiếu phân tích chỉ tiêu chất lượng, hệ thống bao bì, tem nhãn đầy đủ, v.v. Ông Nguyễn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, mong muốn công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Trần Khang Phong sau khi được chứng nhận tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, bổ sung hồ sơ, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như chú trọng công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP của địa phương tới người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Trần Khang Phong sau 5 năm tìm hiểu, vào năm 2022 đã chính thức ra mắt thị trường loại rượu vang Thanh Long Pitayana 14 độ và 15 độ. Với công nghệ lên men trực tiếp và ứng dụng phương pháp lọc ly tâm, nên rượu vang có màu sắc rất bắt mắt và hương vị đậm đà. Sản phẩm vinh dự được tham gia trưng bày trong các hoạt động thương mại lớn, có uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội, và thu hút nhiều người đến tham quan và mua sắm.